Hôm nay mình gửi đến các mẹ những loại lạt tắm thông dụng và an toàn cho bé. Có một số loại lá có chứa các chất kháng sinh này, giúp trừ phong, tiêu viêm, sát trùng, kháng khuẩn. Khi đun nước tắm thì cho bé sẽ dẫn lên rất là tốt. Không những thế thì một số loại nước tắm từ lá nó sẽ giúp bé còn giải cảm này, phòng tránh cảm cúm trong mùa lạnh hiệu quả mà có cảm giác ấm áp hơn là khi tắm. Như là chúng ta sử dụng lá ngải cứu cho bé vào mùa đông ấy, thì cái tắm lá ngải cứu không chỉ những là chỉ giúp giúp trẻ trị mẩn ngứa này, ghẻ lợ này, chống hăm, làm dịu các vết thương viêm hiệu quả, mà cùng với việc tắm lạnh ngải cứu ấy, thì còn giúp bé là giải cảm này, phòng tránh cảm cúm trong mùa lạnh hiệu quả, có cảm giác ấm áp hơn khi tắm. Với cách tắm lá ngải cứu thì các mẹ có thể sử dụng đó là rửa lá ngải cứu sạch, thái nhỏ, cho vào nước nấu đun sôi lên một lúc để cho cái lá ngải cứu nó tiết ra nước. Sau đó thì pha với nước tắm cho bé, có thể thêm vài hạt muối trong chậu tắm. Thì chúng ta có thể sử dụng đó là lá chè xanh. Lá chè xanh với rất nhiều công dụng như là điều trị các bệnh viêm lết này, hay là hăm tã, hay là do bị lợn loét. Và mùa đông thì cái việc đóng bỉm hàng ngày có thể khiến da của trẻ bị hăm, lợn loét, và tắm lá chè xanh 2 tuần 2 lần, hoặc là rửa cái bộ phận sinh dục cho bé bằng lá chè xanh hàng ngày ấy, thì sẽ phòng ngừa được cái bệnh là hăm tã cho trẻ. Với cái cách nấu nước lá chè xanh tương tự như chúng ta là cũng có thể là rửa sạch lá chè xanh này, sau đó vò nát để pha với nước ấm hoặc với nước nóng, hoặc là chúng ta đun lên để tiết ra cái chất của nước chè xanh, và pha với nước tắm và cho vài hạt muối để tắm cho trẻ. Tiếp theo chúng ta có thể sử dụng lá trầu không. Theo đông y thì lá trầu không là một loại thân leo có vị cay nồng, thơm hắc, tính ấm, thích hợp cho tắm cho bé vào mùa đông. Trong lá trầu không có chứa các chất như là kháng sinh, giúp trừ phong, tiêu viêm, sát trùng và kháng khuẩn rất là hiệu quả. Trầu không có thể chữa chàm cho bé rất là hiệu quả và tốt, chủ yếu là sát khuẩn này, giảm ngứa, và với những cái bé mà có cái cơ địa bị dị ứng. Các mẹ có thể sử dụng lá trầu không tắm cho bé với cái cách như sau. Đó là trầu không tầm 10 lá em rửa sạch, thái mỏng và cho vào nồi nước để đun sôi. Để một lúc cho nước trầu tiết ra và pha với nước ấm để tắm cho bé vào những ngày đông rất là phù hợp, giúp cơ thể của bé nóng ấm. Ngoài cái tác dụng kháng khuẩn này, nước trầu không còn chữa hăm cho bé rất là hiệu quả. Tuy nhiên ý, để phòng tránh các trường hợp bé bị dị ứng, các mẹ có thể bôi một ít nước lá trầu không lên tay bé trước khi tắm trực tiếp để xem là bé nhà mình có bị dị ứng hay không. Và sử dụng lá kinh giới, nếu như mà có sẵn lá tươi, các mẹ chỉ cần rửa sạch rồi giã nát này, chắt nước pha vào chậu nước cho bé tắm. Nếu như không thì mẹ có thể phơi khô cái lá kinh giới và dùng dần. Mỗi lần tắm cho bé, các mẹ lấy một nắm lá khô hoặc là tươi, cho vào nước để nồi nước đun sôi một lúc rồi pha và tắm cho bé. Lá tía tô cũng còn rửa sạch, cho vào nồi giã nát để lấy nước cốt chấm lên với toàn bộ da của con vài lần mỗi ngày. Để cái nước cốt lá tía tô này trong khoảng từ 10 cho đến 15 phút, cho cái khô bề mặt rồi đi tắm, hoặc là chúng ta lau lại bằng cái nước ấm để cho con có một làn da sạch và ổn. Lá dâu tằm, hãy lấy là một lá dâu tằm này, một nắm lá dâu tằm, rửa thật sạch rồi cho vào nồi nước đun sôi, chờ cái nước nguội bớt thì bỏ cái lá ra để tắm cho bé. Các mẹ nên nấu nhiều nước rồi dùng chính cái nước đó để nguội tắm cho bé, không pha thêm nước lạnh. Nếu như mà con bị rôm sảy thì các mẹ có thể dùng hạt đậu xanh còn nguyên vỏ tán mịn rồi rắc lên vùng da nhiều rôm của bé sau khi tắm với nước dâu tằm. Làm như vậy liên tục trong vòng vài ngày ấy, là rôm sẽ không mọc nữa,
mà những cái nốt rôm cũ nó cũng dịu đi khiến các bé dễ chịu hơn. Mướp đắng. Mướp đắng không chỉ là một món ăn vừa lành vừa bổ mà còn có rất là hữu hiệu với cái làn da của bé, đặc biệt là với những cái bé là bị rôm sảy. Mỗi lần tắm chỉ cần 2 quả là đủ. Với cái cách làm mà các mẹ có thể sử dụng là rửa sạch mướp đắng này, sau đó là xay hoặc là giã nát, lọc lấy nước để tắm cho bé. Với cái cách này các bạn sẽ rất là bất ngờ về những làn da của con em mình, nó sẽ mịn màng trắng trẻo và không có các nốt rôm sảy hay là hạt kê. Lá xoay đất. Những mẹ ở vùng nông thôn thì có thể dễ dàng và tìm kiếm cái loại cây xoài đất này ở bất cứ nơi nào, nhưng mà với các mẹ ở thành phố hiện nay thì có thể mua và được cây xoài đất bán ở nhiều ngoài chợ. Xoài đất tươi thì các mẹ có thể đem nấu với nước để tắm, hoặc là chúng ta xay ra để tắm cho bé liên tục trong vòng vài ngày thì cái làn da của các bé bị rôm sảy hay là bị nóng mọc kê thì nó sẽ lặn dần, và rất với tắm xoài đất thì sẽ rất mát cho cái làn da của em bé. Gừng tươi. Rửa sạch một nhánh gừng tươi rồi dãi nhỏ, đun với nước sôi, sau đó chờ nước nguội để tắm cho bé. Với cách này các mẹ nên áp dụng vào mỗi buổi sáng, tắm cho bé chừng 3 ngày liên tiếp nếu mà bị rôm sảy. Lá khế. Các mẹ lấy một tấm lá khế ngâm rửa sạch rồi tuốt bỏ cái phần gân cứng, êm xay giã nát với một chút muối, sau đó thì đeo lọc nước lá khế với chậu nước ấm rồi tắm cho con. Nước lá tre. Thì với cái ưu điểm của lá tre là có cái tính chất làm ra mồ hôi. Khi được làm ra mồ hôi thì sẽ làm cho cái lỗ chân lông thoáng, làm sạch các loại vi khuẩn ẩn nấp trong da. Chính vì vậy mà có tác dụng làm giảm sưng viêm. Tác dụng khác của cái nước lá tre là sát trùng này, làm giảm hoạt động vi khuẩn của cái bệnh. Cái tác dụng là thanh nhiệt, làm mát và giảm nhiệt cho da, chống rôm sảy, mẩn ngứa là rất là hiệu quả từ cái loại lá tre. Tắm với lá tre thì cái cách dùng là lấy khoảng từ 100 đến 150g lá tre, rửa sạch cho vào nồi đun từ 200 đến 300ml nước. Đun sôi chừng 5 phút thì sau đó để nguội hoặc là ấm để lọc lấy nước. Các mẹ có thể sử dụng lau rửa cho bé 2 lần mỗi ngày, gần trưa hoặc là xế chiều. Với cái việc sử dụng mà những cái loại lá cây thông dụng để tắm cho bé thì các mẹ cũng cần có những cái chú ý và lưu ý là chúng ta phải dùng cái loại nào đi chăng nữa thì cũng phải luôn luôn là đảm bảo là cái loại lá cây nào phải rửa thật sạch, ngâm qua nước muối loãng trước khi nấu hoặc là xay giã để tắm cho con, để loại bỏ các loại vi khuẩn và các loại sâu bệnh gây ngứa trên cái lông tơ trên lá, tránh là gây cái kích thích ở cái phần da non nớt của bé. Nếu không thì đôi khi cái việc tắm cho bé có thể là phản tác dụng vì khiến bé bị nhiễm trùng hoặc là gây biến chứng khó lường. Và tuyệt đối không tắm cho con khi da của bé như là bị chảy xước, mưng mủ hoặc là sưng tấy, vì da lúc này đã mất đi cái lớp màng bảo vệ, một trong những cái sự một số cái loại vi khuẩn bám trên da, bám trên cái lá tắm ấy, nó còn sống. Dù là có đun sôi, khi đó thì cái nguy cơ nhiễm khuẩn từ làn tắm sẽ tăng lên cao và gây nguy hiểm cho con. Để đạt một cái hiệu quả tốt nhất ấy, thì các mẹ nên tắm cho con bằng nước ấm trước khi để loại bỏ cái chất nhờn này, bụi bẩn trên da này. Sau đó là mới tắm bằng nước lá và cuối cùng là tắm tráng một lần nữa bằng nước sạch để loại bỏ cái lượng bột mà có thể bám trên da. Chúng ta không nên quá lạm dụng các loại nước tắm như là cái nước loại là chúng ta đun quá đặc này, tắm lá liên tục nhiều ngày này và vắt nhiều chanh hoặc là muối vào nước tắm, bởi vì là cái bột lá có thể đọng nhiều trên da gây viêm da, nhiễm khuẩn. Hơn nữa là cái nước tắm pha nhiều chanh và muối có thể kích ứng da bé khiến da bị sót hoặc là rát da. Các mẹ cũng cần phải có những lưu ý là sau khi tắm xong thì chúng ta nên lau khô người cho bé, mặc quần áo thoáng mát với chất liệu cotton.
hạn chế cho con ra nắng và cố gắng giữ nhiệt trong phòng này, mát mẻ, không cho trẻ ăn nhiều đồ nóng này, không lạm dụng các loại kem dưỡng da ẩm vì có thể là gây bít lỗ chân lông, khiến cái tình trạng của bé này sẽ bị trầm trọng hơn. Trong cái trường hợp mà thấy da của con mình có dấu hiệu sưng tấy hay là mưng mủ thì cần cho con đi khám bác sĩ để được tư vấn một cách điều trị tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của mình về những loại lá tắm thông dụng và rất là an toàn cho bé. Hy vọng rằng các mẹ sẽ áp dụng đúng để cho các bé của mình có được một làn da mát mẻ và mịn màng.